Hello, xin chào tất cả các em. Trong video này, thầy cùng với các em đến với chủ đề tìm hai số khi ẩn cả hiệu và tỷ số. Chúng ta đến với phần lý thuyết. Để giải bài toán tìm hai số mà ẩn cả hiệu và tỷ số, ta thực hiện như sau. Bước 1, tìm hiệu và tỷ số của hai số đó, bởi vì nó đã ẩn đi cả hiệu và tỷ số đúng không nào? Vậy thì hãy tìm được hiệu và tỷ số. Được thế nào? Sau đó bước số 2 vẽ sơ đồ. Chúng ta dựa vào bài toán để có thể vẽ được sơ đồ đúng không nào? Bước 3, tìm giá trị một phần. Bước 4, tìm số bé hoặc là số lớn theo yêu cầu. Nào, bây giờ chúng ta cùng đến với ví dụ số 1. Hiệu hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Các em chú ý này. Hiệu hai số là số lớn nhất có hai chữ số, đúng không nào? Đấy. Khi lấy số lớn chia cho số bé thì được thương bằng 3 và dư 3 đơn vị. Nhắc lại này. Hiệu hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Vậy thì em sẽ phải hình dung được là đó là số nào, đúng không nào? Tiếp này, khi lấy số lớn chia cho số bé thì được thương bằng 3 và dư 3. Được chưa nào? Đấy. Bây giờ là tìm hai số đó. Được chưa nào? Tìm hai số đó. Rồi. Bây giờ chúng ta thấy Số lớn nhất có hai số là 99. Nên hiệu hai số đó bằng 99. Em hiểu chưa nào? Chúng ta chú ý này, khi lấy số lớn chia cho số bé được thương bằng 3 và giữ ba đơn vị, có nghĩa là số bé là một phần thì số lớn là 3 phần như vậy. Và thêm ba đơn vị nữa. Thế nào? Từ đó mình có sơ đồ này. Đây, thì có sơ đồ số bé là một phần số lớn sẽ là 3 phần như vậy và thêm 3 đơn vị nữa và tất cả đây chính là hiệu là 99 như vậy nhìn vào sơ đồ chúng ta thấy 99 ở đây chính là hai phần và 3 đơn vị đúng thế nào do đó thầy hoàn toàn có thể tìm được là gì số bé đúng nào số bé chính là một phần tức là 99 trừ đi 3 này thì nó ra hai phần đúng không nào Vậy thì số bé bằng 1 phần chia cho 2 bằng 48. Và khi tìm được số bé rồi, chúng ta tìm được số lớn. Lấy số bé nhân với 3, cộng thêm 3 nữa. Đúng nào? Đấy. Hoặc là lấy số bé cộng với 99, thì chúng ta cũng ra được kết quả là 147. Rất là dễ đúng không nào? Và chúng ta đáp số là số bé 48, số lớn 147. Nào, Bây giờ chúng ta cùng đến với ví dụ số 2. Ví dụ số 2 của chúng ta như sau. Có hai kho hàng. Kho A có số tạ hàng nhiều hơn kho B là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Biết số hàng của kho B bằng 7 phần 9 kho A. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tạ hàng. Đấy. Chúng ta thấy rằng ở trong bài này có hai kho. Đúng nào? Kho A và kho B. Kho A có số tạ hàng nhiều hơn kho B là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Vậy thì em hình dung là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98. Đúng không nào? Đấy, vậy thì mình tìm được hiệu đúng như nào? Ở trong bài này họ đã cho biết là tỉ số là 7/9. Đúng không nào? Đấy. Vậy thì bây giờ tìm cho thầy là mỗi kho chứa bao nhiêu tạ hàng nhé. Yeah chúng ta thấy này số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98 nên kho A nhiều hơn kho B 98 tạ hàng được chưa nào do đó mình có sơ đồ kho A là 9 phần kho B là 7 phần đúng không nào và phần hiệu này là hai phần ứng với 98 tạ thấy chưa nào vậy thì kho A nhiều hơn kho B số phần hay hiệu số phần bằng nhau sẽ là 9 7 bằng 2 2 phần đúng không nào đấy Do vậy mà chúng ta tìm được kho A. Đấy, kho A có số tạ hàng sẽ là 98 chia cho 2 và nhân với 9. Bởi vì có 9 phần. Đúng chưa nào? Và bằng 441 tạ. Đấy, được chưa nào? Từ đó chúng ta có thể tìm kho B. Có số tạ hàng là 441 trừ đi 98 bằng 343 tạ hàng. Sau đó chúng ta đáp số. Được chưa nào? Đấy. Bây giờ em hãy vận dụng kiến thức ở trong bài toán này đồng thời sử dụng những kiến thức mà em đã được học em hãy làm cho thầy hai bài tập này à, bài tập số 1 tìm hai số biết nếu ta lấy số lớn trừ đi số bé thì được số lớn nhất có một chữ số nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương bằng 4 tìm hai số đó bài 2 hiệu hai số kém số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là bốn đơn vị nếu số bé gấp lên 4 lần thì được số lớn. Tìm hai số đó. Em hãy hoàn thành hai bài này, sau đó comment cái cách làm của em cùng với kết quả ngay bên dưới video này nhé. Hẹn lại các em ở video tiếp theo.